Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi về và trên đường về mình sẽ cố gắng quay cho bạn không khí người dân Sài Gòn đổ ra đường ăn mừng chiếc huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đây, đây chúng ta thấy là lực lượng công an hiện tại tối hôm nay sẽ rất là vất vả luôn các bạn. Thế này ta. Đây vẫn là vẫn còn ở trong cái khu vực của trung tâm Sài Gòn các bạn, ở quận Nhất. Đây là cái đường Pasteur. Đường Pasteur thì cũng là một cái đường trung tâm, thì nó nối từ từ trung tâm quận Nhất đi về đến khu vực quận 3. Đây còn cái khu vực đây là cái khu vực trước Dinh Thống Nhất đây. Bạn thấy chưa, thấy chưa? Không khí đây. Hình như là ở mọi cái nẻo đường của Sài Gòn, tất cả mọi nơi, những nẻo đường ở trung tâm Sài Gòn là chúng ta sẽ thấy là cái không khí như thế này vào đêm nay, và người dân Sài Gòn sẽ không ngủ luôn các bạn ơi. Nhưng mà cũng khá là trật tự nha, bạn thấy không, khá là đông bây giờ. Ô, bên kia là cái cúp vàng, lá cờ Hàn Quốc và lá cờ của Việt Nam. Để mình sẽ quay cho bạn xem hết tất cả trên cái đoạn đường mình đi về. Đó, các bạn thấy là cái tình yêu bóng đá, người hâm mộ bóng đá Việt Nam là tuyệt vời đến mức nào chưa? Thấy chưa? Chỉ có ở Việt Nam. Các bạn thường thấy là cái không khí mà thường các đội bóng á, như ở giải Ngoại hạng Anh hay là ở Champions League các bạn á, thường xem bóng đá, các bạn thường xem bóng đá, các bạn thấy là khi mà đội bóng họ vô địch đó thì họ diễu hành cũng rất là đông, nhưng mà các bạn thấy như thế này á, đông như thế này mà đông cả thành phố luôn, bởi vì thường thì các đội bóng lớn họ diễu hành để mà tức là mang cái cúp vô địch họ diễu hành qua các cái con phố lớn thôi của trung tâm thành phố như năm 1999 khi mà Manchester United đoạt chức vô địch cúp UEFA, thì lúc mà họ đem chiếc cúp sông Hồng về thì đó là cái không khí ăn mừng tuyệt vời luôn, tuyệt vời. Và có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta được chiếc huy chương vàng SEA Games, cho nên là cái người hâm mộ họ có thể cuồng nhiệt đến mức đó. Ok chưa? Đây là chúng ta vẫn chưa, đây cả một cái xe tải kìa, xe tải chở người hâm mộ đi, chắc là cái xe tải đó ở ngoại thành rồi. Okay. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là rất là rộng các bạn. Cái đoạn đường mà lúc buổi chiều khi mà chúng ta đi lên chúng tôi đi lên lên phố đi bộ xem bóng đá thì nó là mọi cái con đường từ Bình Dương vào đến là trung ở Bình Thạnh rồi đi qua Thủ Đức, thì chúng ta thấy là cái không khí người hâm mộ là rất là trống vắng, bởi vì họ đang tụ tập ở những nơi để xem bóng đá tập thể, như là các quán cà phê lên phố đi bộ như vậy ở đây, rồi tại gia đình và bạn bè họ tụ họp, họ tổ chức xem bóng đá. Đây chúng ta đang đi qua là ngã tư những tiệm ăn chơi và Pasteur. Thì khu vực này vẫn còn nằm trong trung tâm của quận Nhất các bạn, vẫn còn nằm ở trong quận Nhất luôn. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô dường như là bóng ta vừa được chức vô địch thế giới. Có thể nói World Cup thì thực ra là nó vẫn còn tương đối là hơi quá sức một chút. Nếu chúng ta tích lũy và một khoảng thời gian ngắn nữa thì chúng ta có thể là cạnh tranh sòng phẳng ở World Cup. Nhưng mà chúng ta hiện tại cũng đang ở mức độ là có thể cạnh tranh sòng phẳng luôn các bạn.
ở vòng loại World Cup thì chúng ta đã đi vào cái giai đoạn nước rút của cái giai đoạn 2. Tức là cái khi mà sau khi kết thúc này nữa chúng ta được tiếp đầu bảng. Và thực tế thì hiện tại chúng ta đang đầu bảng các bạn. Thực tế thì tại khu vực vòng loại bảng G ở khu vực châu Á thì chúng ta đang đứng đầu bảng. Và chúng ta sẽ còn ở lượt về thì bắt đầu còn ba trận lượt về nữa, thì hy vọng là chúng ta sẽ có một vị trí tốt để chúng ta tiếp tục vòng loại bảng thứ ba và cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Á. Và người hâm mộ chúng ta sẽ cũng sẽ có cái cảm giác như thế này, chúng ta cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn những cảm xúc như thế này. Còn vào khoảng 10 hôm nữa thì vòng chung kết, một thời gian rất ngắn thôi, vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á sẽ vòng chung kết châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan. Và chúng ta đã đầu vào vòng chung kết và chúng ta đây một chiếc bàn gác, chúng ta đã có mặt ở vòng chung kết Thái Lan và người hâm mộ cũng sẽ tiếp tục được hưởng những không khí tuyệt vời như thế này. Mọi hôm thì cái đoạn đường Baxter này mình đi một hồi là hết rồi, nhưng mà hôm nay bây giờ đi tới đây thì vẫn chưa có ra khỏi luôn bạn. Và đó là một lượng người khủng khiếp ở đây phố đi bộ này mọi. Thường thì các trận đấu trước thì nó trận đấu với các cầu thủ Campuchia ở vòng bán kết thì mình nghĩ thì nó khoảng bằng 2/3 số lượng khán giả ngày hôm nay. Hôm nay thì có khoảng gần 100.000 khán giả các bạn, 100.000 khán giả các bạn có tưởng tượng không? 100.000 khán giả. Các bạn có thể hình dung được là cái sân vận động Nou Camp ở thành phố Barcelona thì sức chứa của nó mà khoảng 90-100.000 khán giả. Và 100.000 khán giả các bạn có thể tưởng tượng như là dân số của một huyện luôn các bạn, lớn cực kỳ lớn luôn, kinh khủng khiếp luôn đó. Và từ 100.000 đó họ tỏa đi các cái quận huyện của Sài Gòn thì đây chính là những người họ sẽ đi về cái khu vực này, họ sẽ đi về thuộc Phú Nhuận này, Phú Nhuận Tân Bình quận 12 rồi các bạn đó. Đi ra hết đường này thì chúng ta sẽ ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi chúng ta sẽ đi ra khu vực sân bay đó các bạn đó. Đây là một trong những nét đặc độc đáo các bạn, độc đáo của người dân Việt Nam các bạn. Đó là một phần của thể hiện cái tinh thần dân tộc rất là cao. Và thể thao là một cái gì đó nó thể hiện tinh thần dân tộc rõ nét nhất các bạn. Cái sự quyết tâm, cái sự chịu thương chịu khó, cái sự nén đau để vì một cách chung, đoàn kết vì tập thể. Và người Việt Nam của chúng ta là những người tuyệt vời nhất về tính tập thể. Thật ra là bởi vì chúng ta hội nhập rồi thì chúng ta phải theo cái văn hóa của tập thể của thế giới. Mà người Việt Nam của chúng ta là những người dễ dãi, dễ tính nhất luôn các bạn, rất là yêu đời luôn. Và thực sự là đó, Việt Nam cũng chính là cái nơi đáng sống nhất trên thế giới này. Các bạn sẽ không thấy được cái không khí như thế này ở bất cứ nơi nào trên thế giới đâu. Đó, khi mà mọi người tỏa về xa khỏi cái trung tâm của phố đi bộ thì cái lượng người nó sẽ ít đi, càng ít đi. Đó, đây là các bạn ở trên phố đi bộ như vậy, họ tỏa về này, họ đi về các quận huyện này. Tức là buổi chiều thì họ lên họ xem bóng đá, bây giờ họ tỏ về nhà, họ đi nhà thì trên đường về nhà họ cổ vũ và ăn mừng chiến thắng cho bóng đá Việt Nam. Một điều đáng tiếc là trong trận đấu các bạn mình sẽ đăng các video trong trận đấu và cảm xúc của người hâm mộ khi mà
Trận đấu cũng dần đến hồi kết thúc thì huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã bị rút thẻ đỏ các bạn. Một chiếc thẻ đỏ, và chiếc thẻ đỏ đó thực ra nó nói là một điều rằng gì, huấn luyện viên Park Hang-seo là một người rất nóng tính, và cái điều thứ hai nữa là gì ạ? Là ông có tinh thần, có nhiệt huyết rất là lớn luôn, rất là lớn luôn các bạn. Và rất bênh vực cũng như là yêu thương các cầu thủ của mình. Bởi vì đó là một tình huống mà cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Wow. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha các bạn, nằm trong cái khu vực quận 3. Má ơi. Oh my god. Ở trên này còn đông hơn ở kia nữa. Bởi vì cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cái đường nó khá là lớn. Người hâm mộ thì bây giờ họ có lượng người, có lượng người thì nếu họ xem bóng đá ở nhà thì bây giờ họ mới ra phố đi bộ, rồi là đi vào trung tâm thành phố. Còn một lượng người nữa thì từ trung tâm thành phố. Pháo sáng các bạn ơi. Bây giờ công an giao thông cũng không giải quyết được vấn đề hiện tại, đây là cái thể hiện tình cảm. Nhưng thôi, sau rồi cũng sẽ vào đó thôi. Ngày mai mọi người sẽ là bắt đầu ngày mới, và mọi người vẫn sẽ nhắc đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhắc đến. Nhưng mà không khí thì ngày hôm nay thì cho mọi người thoải mái để thể hiện tình yêu thương, tinh thần dân tộc đúng không ạ? Khu vực này là chúng ta đi về khu vực sân bay các bạn ơi. Hầu như mọi nẻo đường đều chật kín con người các bạn.
Còn người Việt Nam là người thân thiện, khá thân thiện và dễ thương. Chịu thương chịu khó, đội hình kết nha các bạn. Ok. Đó, đây là cái cầu Lê Văn Sĩ đúng không? Qua cái cầu này thì chúng ta đi đã đi vào khu vực đây là đường à ơi. Một anh vừa rồi bị công an dịnh lại bởi vì xe là chở quá nhiều người, cái thùng xe á, là mình không chở người bạn khá là nguy hiểm đó. Vui bởi vậy sao chúng ta vui chơi nhưng mà trong khuôn khổ luật pháp thôi, đừng quá đà quá. Hôm nay là chúng ta là có một anh nữa là bị giữ xe rồi bạn ơi. Ok, bây giờ
Kìa, chị kìa, chị nhảy lưng tưng kìa. Càng đi về các cái quận xa trung tâm thì lượng người ít đi. Thì mọi người vẫn muốn vào trung tâm để xem bóng đá. Wow. Cũng không ít gì mấy. Cũng đông quá trời luôn. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Còn Sài Gòn hôm nay của chúng ta đó là mọi con đường phủ kín cờ hoa, phủ kín người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tại các cái ngã ba, ngã tư lớn là người hâm mộ tập trung đông lắm nha các bạn. Đây. Ây da. Mấy bạn ơi, mấy bạn khá là nguy hiểm đấy, bởi vì cái xe ba gác chở lượng người đó chạy nhanh thì không hề ổn các bạn. Ây da, ây da, trên kia có cái gì nữa. Đây là khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Thì bên kia là vùng gọi là cái Lăng Cha Cả các bạn, khu vực Lăng Cha Cả. Từ đó là chúng ta sẽ đi về quận 12 rồi đó đi Tân Bình. Đó. Nếu các bạn đi theo thẳng theo đường Hoàng Thụ thì sẽ đi về Tân Bình. Còn đi theo đường Cộng Hòa thì chúng ta đi về quận 12. Đó, ok. Cái đường Cộng Hòa cũng là một cái đường lớn, mình nghĩ là cái đường đó người hâm mộ cũng đổ ra đó luôn.
đường Cộng Hòa là một đường rất là lớn mà cũng thường xuyên kẹt xe nữa. Đó, mọi người tiếp tục đi chơi nè. Hôm nay sẽ là một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Khỏe mạnh về nước an toàn. Chúc cho mọi người đi chơi hôm nay để cổ vũ cho tuyển Việt Nam mừng chúng ta có huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games. Chúc mừng cho dân tộc chúng ta, những con người Việt Nam, những cô gái Việt Nam bóng đá kiên cường. Ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye. Ok các bạn, đây là khu vực đường Cộng Hòa này, phía bên kia là đường Dinh. Rồi là cái giao nhau giữa Cộng Hòa, đường Dinh này. Đi hướng về đây chúng ta ở khu vực này vẫn còn ở là cái quận Tân Bình. Và khi về bên kia là chúng ta sẽ đi về quận 12 và người hâm mộ. Hầu như là mọi nẻo đường đều cờ hoa và cờ và người hâm mộ. Xe tải chạy lông nhông luôn các bạn. Họ lấy xe tải chở người đến đi xử lý ăn mừng luôn các bạn. Cờ quá trời cờ hoa luôn. Người hâm mộ thì phải nói là một đêm rất là đặc biệt, điều này rất đặc biệt ở Sài Gòn và ở Việt Nam, thì ở Sài Gòn Việt Nam có cái này rồi. Kèn dưới cờ là đáng chạy số 1 ngày hôm nay. Bây giờ là cái hot trend luôn các bạn. Cờ băng rôn khẩu hiệu, rồi là kèn trống là hot trend của ngày hôm nay. Mọi người bán chạy quá trời luôn. Các bạn thấy cái lượng người như thế này mà sử dụng băng rôn khẩu hiệu như lá cờ thì các bạn có thể tưởng tượng được là cái mức độ tiêu thụ nó lớn như thế nào. Bây giờ là hơn 10 giờ, gần 11 giờ rồi các bạn ơi. Đây à, đi ra cái vùng nội thành này nó ghê nè. Thấy chưa, chỗ Đồng Nguyên quá cuồng nhiệt luôn. Chui đầu ra.
cẩu vũ cái đấy, mọi người đi ba gác cẩu vũ luôn, xe máy cẩu vũ đa số là đi xe máy các bạn. Xe hơi là bây giờ là bó tay luôn rồi, xe tải là không chạy được luôn á. Đường nhảy múa luôn kìa. Ok. Hôm nay là hôm thức trắng luôn các bạn. Và cái hiện tại là cái Việt Nam vô địch SEA Games cũng là một cái từ khóa hot trend luôn. Nếu các bạn làm video là các bạn muốn mà những người mà hiện tại là cái kênh YouTube chưa có đủ giờ như là chưa đủ sub á, các bạn làm cái này là các bạn ra đường quay video nó là hot trend đó các bạn, để chúng ta có đủ điều kiện quảng cáo. Ok, thì hôm nay á, đặc biệt ngày hôm nay luôn 10 tây thì Google đang update cái thuật toán, đang update thuật toán có một số thay đổi rất là lớn luôn á, thay đổi cực kỳ lớn luôn, cho nên là các bạn nên tranh thủ thời gian này để mà giúp cho cái kênh của mình đạt đủ điều kiện kiếm tiền. Ok, lượng người kinh khủng giữa đường luôn mới ghê chứ. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam số 1 thế giới với sự cuồng nhiệt. Ok, xin tạm biệt nha. Chào mừng quý vị và các bạn. Thank you.
chúng ta sẽ đi về khu vực cầu Tham Lương. Chúng ta trước mặt chúng ta là cái cổng, cái đường, cái ngã tư để đi vào khu công nghiệp Tân Bình các bạn. Và phía trước là đường Phan Huy Ích và cầu Tham Lương. Đó. Những cái ngã tư lớn, khá là lớn đó. Thì người mộ tập trung ở đông, rất đông lắm. Bây giờ đây cũng khá là đông nè. Mình muốn kết thúc video. Nhưng mà cái lượng người đông vui quá. Khá là vui. Cái nơi mà chú Phúc cho người đeo vàng
giàu nhất Việt Nam đã bị nói chung là nó là bị dính chầm các bạn, dính chầm. Nó là karaoke sống âm nha các bạn, rất là nổi tiếng vì nó làm nổi của bà Phú Quý Châu, đó là Phú Quý Châu người rất là cũng nổi tiếng, cũng nó thường xuyên xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với trên người đeo gần rất là nhiều vài chục ký vàng bạn để đi cổ vũ cho người Việt Nam, đó cũng là người hâm mộ bóng đá. Nhưng mà đáng tiếc là anh đã dính chầm rồi. Những hình ảnh này chứng minh tất cả thế giới một điều rằng người Việt Nam là những người hâm mộ bóng đá thế giới nhất hành tinh. Và số lượng người hâm mộ bóng đá là cũng nhiều nhất hành tinh luôn các bạn. Con cái cua được. Ok, đây là đường sang hết này. Chỗ các ngã tư, ngã năm lớn thì chuyện đi bộ tập trung vô rất là nhiều luôn. Đây đây là khu vực cầu Thanh Lương. Ghê chưa? Rồi sơn chảo đó. Phim hầu như là không phải ở Sài Gòn đâu các bạn, ở hầu như là ở mọi miền tổ quốc, mọi miền tổ quốc đất Trung Nam Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Bình Định, các thành phố từ nông thôn, mọi người đều sẽ trải qua cái cảm giác này và đều muốn chia sẻ niềm vui này. Để rất lâu rồi, mấy chục năm chúng ta mới có một cái dịp đoạt chức vô địch như thế này. Ok, hy vọng là chúng ta lần đầu tiên và chúng ta sẽ có rất nhiều lần sau tiếp theo nữa để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, hồi nãy tiễn tạm biệt các bạn rất là nhiều rồi. Tới cái chỗ kia mình sẽ dừng và quay cho các bạn xem là cái chỗ mà karaoke sóng âm đó, rất là nổi tiếng nha. Ok, bye bye.